Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta cùng soi xét đồ của tăng trưởng môn phái Thúy Yên nha anh em. PK10 nha mọi người. Và anh em cùng xem theo dõi Khải thử xét đồ của PK10 tăng trưởng môn phái Thúy Yên tháng vừa rồi như thế nào và ra sao nha anh em. Và anh em đang xem đừng quên đó là like, chia sẻ, ủng hộ chơi nha anh em. Ok. Rồi anh em ơi, tăng trưởng môn Thúy Yên, PK10. Với một Thúy Yên ở lần trước thì đỡ mà theo dõi cái trận đánh vừa rồi thì Thúy Yên này đánh cho mình hướng down nha mọi người. Sau khi đánh hướng down xong lấy được tăng trưởng môn thành đà, anh ta đã chuyển vào hướng sông down là đánh hướng trưởng nè. Rồi, với set đồ thì hiện đang sử dụng cho mình đó là một set Newton mà làm 140 mát ọp, áo kỹ năng 1 cấp, nhẫn làm nội trận nội công 24, ngọc bội cực phẩm 25 và sở hữu cho mình một bao tay kim quang 25-40, một bao tay 25-40 phòng thủ lý làm chậm, một cái nón phòng thủ lý 25 làm chậm 40. Nón này thì cũng từ điểm liên đón ra nha. Một nhận kháng băng và thời gian phục hồi 9 điểm để đánh trong những tăng trưởng môn thì rất cần những cái món phục hồi thể lực như thế này để không tốn thể lực trong thời gian lúc mình di chuyển nha nè. Một đôi lưng kháng băng 25 làm chậm 20, quên thời gian đọc 20. Một đôi giày kháng băng 21, thời gian đọc 20 nha nè. Một con ngựa kháng cả 7 và sử dụng mình một mặt nạ kháng cả 5, một trang sức sinh lực và một phi phong kháng cả 10. Hôm trước có tham gia đánh thì Khải có like thì ở trận đấu này anh ta mang cho mình một cái phi phong kỹ năng 1 cấp nè. Đối với nó sở hữu một kỹ năng 1 cấp thì từ một địa kiệt 1 cấp nè, áo 1 cấp nữa là 2, càng khôn 2 cấp nữa là 4, sơn hà 3 1 cấp nữa là 5, kèm với dòng băng chủ nữa là dòng của ban hội nữa là 6 kỹ năng cũng có nè. PK10 thì lúc đó tham gia với 6 kỹ năng cũng có và nhớ không lầm là cầm thêm một cái đao hồng kim lăng tiệt bên hướng đao nè. Đó. Ở lần này thì anh ta chỉ một hướng sông đao để có thể đánh hướng sông đao phụ ban. Một sửa đồ khá là chắc. Đâu nói thì con ngựa này khoảng giá ở server này hơn 10 triệu năm. Người thường thì đã nằm giá khoảng 3,5 triệu đến 4 triệu rồi. Để ép lên khá tất cả 7 lên cấp 5 như thế này thì giá trị con ngựa này lên đến khoảng 10 triệu một con nha năm. Bao tay này cũng vậy, bao tay này kim quang đỡ mà đua tốc sở hữu được top 2 cá nhân, top 2 văn hội thì bao tay này giá trị cũng hơn 10 triệu Việt Nam đồng nha năm. Với giá hạn sử dụng là 5 tháng nha năm. Với hạn sử dụng là 5 tháng ở món đồ này. Hạn sử dụng như năm không vĩnh viễn đâu. Cứ mỗi tháng sẽ có 2 món đó là bao tay hoặc nón kim quang, nhưng mà đa số cao thủ đa số là nhận bao tay. Rồi sở hữu như mình một cái nón âm dương 25-40 mắt ộp hoàn toàn. Nón này thì ở điểm liên đấu thì mua với giá là 150k điểm liên đấu thì nó tương đương khoảng tầm 150 kim nè, thì khoảng tầm 10 triệu của nón này vĩnh viễn nha nè. Đó. Món xanh này thì bình thường, món xanh này server cũng có khá là nhiều, nhẫn này cũng khá là bình thường thôi, nhưng mà đỡ có được hiệu ứng phục hồi sinh lực 9 điểm cũng khá là hiếm ấy. Rồi với một cái lan tiệc bích hải uyên ương sông đao như thế này thì ở server này thì cái đao này khoảng tầm 1 triệu nè. Đó. Rồi với set đồ này thì chỉ giá còn hơn gần 25 triệu đó nè, hơn 30 triệu chứ, ngựa 10 triệu rồi, nón 10 triệu rồi, bao tay này gần 10 triệu nữa này, thì set đồ này tạm thời hơn 30 triệu Việt Nam đồng như nè. Đó. Hiện tại sau khi đạt được tăng trưởng môn thì có cho mình một cái ống tính skin 9x 1 cấp. Đó. Quá dữ. Rồi, anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho cao thủ Thúy Yên Đao PK10, một like chia sẻ ủng hộ chơi nè. Và không gì hơn kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha.